Xin chào tất cả mọi người, sau đây mình sẽ ăn thử chiếc bánh mì vỉa hè Hà Lan tại địa chỉ 151 Lê Lợi, Phủ Lý, Hà Lan. Cực ngon, rất tuyệt vời, rất là đáng được tiền bắt gạo các bạn ạ. Nóng ngon giòn. Rất ngon. Các bạn mua hàng hãy đến địa chỉ 151 Lê Lợi, Phủ Lý, Hà Lan để thưởng thức những ổ bánh rất ngon. Đây là chiếc bánh bánh mì học trò. Bên cạnh đó mình có bán rất nhiều loại bánh mì khác như là bánh mì cú đêm, giá chỉ 12k thôi. Bánh mì cú đêm hoặc bánh mì chân tổ rất ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.